Rồi, ok. Hello các bạn đang xem video của mình nha. Thì sự tình là hôm nay mình có một chuyến đi đột xuất. Sẵn mình ghé qua vườn của một bạn bên trong hội chơi cây bẫy kẹp nắp ấm rồi đó. Thì mình có hốt được một mớ đồ. Thì thật sự là đợt hàng này khá là đau thận. Nhưng mà mình chi còn hơn đợt hàng đợt trước nữa. Ok, thì bây giờ mình sẽ đập hộp và review sơ sơ những dòng cây bẫy kẹp mà mình đã nhập về đợt này nha. Ok, đây là cái hộp của chúng ta. Đây, không phải mình review kem rồi đâu nha các bạn, mà trong này sẽ là cây bẫy kẹp. Đây, đó, rất là nhiều giống bẫy kẹp khác nhau nha. Ok, bây giờ mình sẽ lấy ra và mình review từng cây cho các bạn xem. Đây, tạm thời giờ mấy bé qua đây đi. Ok, mình sẽ chỉnh lại camera một chút nha. Ok, mình đã chỉnh lại góc quay máy quay rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ qua một bé đầu tiên. Ê, coi bé gì đây mình cũng không biết nữa. Đây, Black Star. Đây các bạn thấy không? Đây anh chủ vừa anh ghi là Black Star nè. Đây là một dòng máy kẹp. Nói chung nó cũng khá là giống như những dòng máy kẹp mà bây giờ các bạn mọi người hay bán. Nhưng mà dòng Black Star khi mà các bạn phơi nắng đầy đủ đó là bên trong miệng nó sẽ màu tím. Nếu như mà đúng ID nha, mình cũng không biết cái cây này đúng ID hay không, nhưng mà thôi mình cứ mình tin chủ vườn đi. Đặt niềm tin vào chủ vườn đi. Họ nói là Black Star thì mình sẽ để là Black Star thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem qua coi là kẹp chuẩn của nó là như thế nào nha. Đây, các bạn chờ mình một chút nha. Đây, bây giờ chúng ta sẽ tra thử coi Black Star sẽ như thế nào nha. Thì đây là một mẹo tra cho các bạn muốn xem những ID dòng bẫy kẹp khác nhau. Venus nè, Venus Flytrap. Chứ các bạn đừng có tra mà dạng như là các bạn để là cây bẫy kẹp Black Star. Thực sự là Google họ cũng không biết đâu. Các bạn phải tra tên tiếng Anh. Thì Venus Flytrap là tên tiếng Anh của dòng bẫy kẹp. Thì các bạn sẽ để Black Star đây có sẵn luôn. Đây là một số hình ảnh về dòng Black Star. Lấy hình nào cho nó chuẩn ta. Thì dòng này thì hồi xưa các anh hay cái đây các bạn thấy không? Tím luôn nè. Black Star. Khá là ok nha. Răng cỏ đồ rất là ok. Thì bé này cũng đang còn nhỏ thôi. Đây mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Bé này cũng còn nhỏ thôi. Đây là biểu hiện của tình trạng mà cây chưa dưỡng nè các bạn. Lá dài như cọng giá luôn. Vì thứ nhất là cây nó đi trong hộp rất là lâu ngày. Đi trong hộp lâu ngày thì sẽ xuất hiện tình trạng mà cái lá mới lên thì nó sẽ như cọng giá với các bạn, nó trắng tinh nè. Đây cây mới về luôn. Mới về là mình đã qua, mình chạy qua mình hốt của ảnh luôn. Ok, đây là dòng đầu tiên. Black Star, DM Black Star. Thì cái dòng DM này là tên khoa học của dòng bẫy kẹp nha các bạn. Nói chung mà mình cũng không có giỏi phát âm mấy. Ok, sẽ để bé qua một bên. Đợt này mình dịp về cũng khá là nhiều. Đây, chúng ta sẽ qua dòng tiếp theo. Ok, đây là cái gì? Đây, Towering Giant. Towering hình như là mình nghe nó phát âm giống như là dòng cái tòa tháp các bạn. Tower thì Towering, nhưng mà đặc biệt mình quan tâm nhất là cái dòng chữ Zion này. Thì Zion nó là theo tên tiếng Anh mình không làm là đây mình mới vừa làm một cái Google dịch nho nhỏ. Chữ Zion có nghĩa là khổng lồ. Thật sự là hồi xưa mình cũng để mình biết cái chữ này, nhưng mà hồi nãy là có một số trục trặc nhỏ nhỏ là họ cái hàng xóm của mình họ la làng cái chuyện gì đó. Đây mình đây chữ ra là chữ khổng lồ nha. Towering này là giống như là cái tòa tháp vậy á.
Bây giờ chúng ta sẽ xem qua cái coi bé nó như thế nào. Thì trong quá trình vận chuyển thì mình làm đụng động kẹp được cái thứ thì kẹp nó đã đóng hết rồi. Thì mốt mình sẽ làm một cái review chi tiết. Đây các bạn thấy không? Chính giữa đang có bông luôn nè. Đó, thì mốt bông nó nở được cái thứ là mình sẽ review chi tiết từng dòng dòng cho các bạn xem luôn nha. Bông nó như thế nào cái thứ vân vân. Đó. Thôi riêng Zion, Zion có nghĩa là khổng lồ, thì tương lai bể kèm này cũng đúng như tên gọi của nó là khổng lồ. Đó. Thì thường thường là những nhà vườn nào mà khai sinh ra những giống đó là khi mà cái cây giống của họ họ đạt được một kích thước khổng lồ thì họ sẽ thêm chữ Zion vào bên trong tên của cây. À. Đây, nếu như dòng cái dòng nào mà có chữ Zion thì có khả năng bự hơn cả dòng B52 luôn nha các bạn. Đó. Bữa giờ cũng khá là nhiều bạn hỏi là dòng nào bự nhất, to nhất của giới bể kèm được các thứ vân vân. Thì đó giờ mình thấy là có dòng B52 là khá là dễ to, vì ở Việt Nam cũng có nhiều người trồng thành công dòng B52 sai kẹp rất là to. Đó. Kẹp cũng 4 cm, gần 5 cm lận. Đây, mình sẽ ngắm sơ qua. Nói chung là chúng ta nên đặt niềm tin vào chủ vườn đi. Chủ vườn kêu nó ID gì thì mình gọi nó là ID đấy. Chứ mình cũng không biết giải thích như thế nào, vì các bạn muốn mà nó chuẩn thì các bạn phải trồng rất là lâu. Rất là lâu nó mới lên được chuẩn, chứ mà không phải là như những cọng rau được cái thứ các bạn trồng chừng tháng, 2 tháng là nó bự. Không có đâu. Nó phải trồng 3-4 năm luôn. Có cây sẽ trồng 3-4 năm nó mới lên được toàn bộ cái đặc điểm của nó. Rồi, chúng ta sẽ qua dòng tiếp theo. Dòng này là dòng gì nhỉ? Nhiều khi mà, tại vì mình vô mình hốt 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 rồi chứ mình không có biết gì cả các bạn ơi. Vô là hốt, vô là lấy. Đó. Sẽ mất cái nem tác rồi. Đây để mình xem. Dòng này à đúng rồi, dòng này anh chú vừa anh nói là Phét Dracula. À, thì như các bạn cũng đã biết là dòng Dracula đó là, thôi để mình một cái reset nhỏ nhỏ đi cho nó chắc. Đây chữ ra anh nãy mình mới về cha luôn. Black Star nè. Đây dòng Dracula. Đây lại chắc bên nữa là chắc các bạn nên để tên tiếng Anh nha các bạn, chứ các bạn để bảy kẹp Dracula là nó không ra đâu. Đây là dòng bảy kẹp Dracula. Dracula mình nhớ không lầm là không nhớ nó là nó phát âm hình như là giống như là mặt rồng hay là gì đó các bạn. Đây dòng Dracula khá là giống nha các bạn. Sao mà không biết sao mà ảnh lại để là Phét Dracula. À, khá là giống. Đây là một dòng Dracula. Cây còn khá là nhiều nha. À, thì spoil nhỏ nhỏ cho các bạn là bạn nào mà muốn sở hữu những dòng cây nhiều ID khác nhau mà với mức giá khá là mềm thì các bạn hãy chơi mình sẽ tách ra và mình sẽ share lại cho các bạn với mức giá tốt hơn trên thị trường, bạn học sinh sinh viên nào cũng có thể chơi được. À, thì hồi xưa mình cũng phản đối cái quan niệm mà bể kẹp nhiều và giá sẽ rẻ hơn nhiều người chơi các thứ vân vân. À, mình cũng khá là phản đối, vì thứ nhất lúc đó là mình giữ khá là nhiều idea, tốn rất là nhiều tiền để mình lấy về mà cái người họ nói như thế này thế thì mình sẽ không có hài lòng cho lắm. Nhưng mà bây giờ thôi mình cũng cứ tán thành đi. À, thì nói chung là mình cũng đặt trường hợp và của mình vào các bạn là lỡ như các bạn còn là học sinh rồi các bạn không có nhiều tiền để mà sưu tập những dòng cây bể kẹp, vì thứ nhất các bạn biết là mình kéo cái dòng này cũng gần 2 triệu bạc đó các bạn, 10 chậu gần 2 triệu bạc đó, là các bạn thấy là mức giá nó khủng tới cỡ nào. À, có thể là bạn học sinh kiếm đâu ra được 2 triệu để mà mua chơi cây đó, nên mình sẽ tách ra và mình sẽ share cho các bạn với mức giá mềm hơn, mức giá thị trường để các bạn dễ chơi. Đây. Ok, đây là Phét Dracula nha các bạn, nhìn sơ qua cái thì răng nó cũng giống như răng nó ngắn nhưng mà nó vẫn dài hơn dòng sát tút như đợt vừa rồi mình review, chứ mình có quay cho các bạn xem. Nó dài hơn một chút. Đây là dòng Dracula. Rồi, ok, chúng ta sẽ qua dòng tiếp theo nha. Để coi dòng tiếp theo là cây gì. Đây. Cây gì nhỉ? À, đúng rồi. Cái cây này là
DCXL, một trong những dòng bẫy kẹp mình đánh giá là khá là to. Sao nếu như mà các bạn trồng mà tốt, khá là tốt, khá là to. Đây, thì dòng DCXL nó sẽ khác với dòng typical. Hồi xưa có một dòng typical luôn. Luôn là mình có sưu tập về và mình có chụp một tấm ảnh mình so sánh giữa dòng DCXL và dòng typical. Thì dòng DCXL nhìn rõ ràng cùng một size kẹp là cái kẹp nó sẽ, cái răng của nó sẽ dài hơn dòng typical. Hồi xưa có rõ ràng luôn, nhưng mà dạo gần đây là do đợt hàng Trung Quốc rồi nhập về các thứ rồi mất ID đó, nên anh em trong hội quy định là cái cây nào mà không rõ ID thì sẽ quy thành là typical hết. Đó. Đây là dòng DCXL, dòng máy kẹp. Hồi xưa theo mình đánh giá là khá là khó tính, vì cái cây DCXL của mình là khá là khó tính, nên thôi mình đánh giá nó quy cái dòng nó là khá là khó tính. Nói chung là cũng tùy theo học hỏi thôi, vì mình chơi cây với quan niệm là cây có duyên với mình thì mình sẽ mình đã hết pin, các bạn chờ mình một chút nha. À, ok, mình cắm sạc rồi các bạn. Thì chơi cây là cây nó đến với mình là do nhân duyên. Nếu như mà mình mua về mà cây nó chết được cái thứ mà mình trồng hoài trồng lại thì cũng chết luôn, là do mình không có duyên với cái giống đó. Chứ không phải là bây giờ cứ đập tìa, cứ mua về là có trồng rồi các bạn. Hồi xưa cái dòng bẫy kẹp rất là hiếm để mà lại mua về. Dòng DCXL là nói chung là cái kẹp này thật sự là nhìn, nếu giờ các bạn nhìn sơ sơ qua nó cũng giống y chang nhau. Đây, cái dòng này y chang nhau đó, y chang nhau thôi, nhưng mà sau này nó sẽ có một chút khác biệt. Đây dòng DCXL là đây. Rồi, ok, bé nó qua đây và chúng ta sẽ đến với dòng tiếp theo. Đây là dòng Cowil là gì? Không biết mình phát âm đúng không nhỉ? Nhưng mà thôi cứ gọi vậy đi, Cowil là gì? Đây, thì dòng Cowil là gì? Đây, các bạn sẽ nhìn cái kẹp. Mình sẽ phóng gần gần cho các bạn xem cái kẹp của nó. Cái kẹp của Cowil rất là đặc trưng. Đây các bạn thấy không? Răng rất là ngắn. Răng thật sự còn ngắn. Theo mình đánh giá là nó còn ngắn hơn là thằng Satut. Đó, ngắn hơn xa tốt luôn, nhưng mà lại thưa. Đây, các bạn thấy không? Nguyên cái kẹp, răng không có nhiều ít. Răng nó ngắn à, chứ nó không có dài. Đó, đây là dòng Cowil. DM Cowil là gì? Đó, cũng được vài cây. Dòng này khá là dễ chơi nha các bạn. Thì đợt trước đó cũng có một người nhập về, cây rất là đẹp. Nhưng mà hình như là đợt đó là mình hết rồi các bạn ơi. Thì chúng ta sẽ quay dòng bẫy kẹp tiếp theo. Cái gì đây? Giant Chap. Lại là từ Giant Chap khổng lồ. Mình rất thích chữ Giant, vì chữ Giant đương nhiên là cây nó sẽ nhanh lớn, kẹp sai kẹp rất là to. Giant Chap khá là nhiều cây. Có lên bông luôn các bạn. Đây, có lên bông. Đó, mục đích là mình lấy nhiều dòng bẫy kẹp về là để mốt mình thụ phấn rồi cái thứ đó các bạn. Đó, có lên bông rồi cái thứ luôn. Giant Chap, Chap khổng lồ. Tên khá là ngầu. Giant Chap. Nói chung thật sự là nhìn nó cũng như những dòng khác thôi các bạn ơi. Đó. Trừ khi mà các bạn phải thật chuyên về Chap và các bạn có được cái chuẩn, các bạn mới có thể nhìn được cái cây nó như thế nào. Rồi, ok, sắp hết chỗ luôn rồi các bạn. Đây, mình sẽ tới dòng thứ 7. Đây, cũng là một dòng bẫy kẹp đỏ. Như cái video mà mình review cây Gatbin nha. Chắc video này lên thì mình chưa, có thể là mình chưa có lên video đó, hoặc là mình lên rồi. Thì trong video đó mình cũng có nói là mình sẽ sưu tập những dòng cây bẫy kẹp lá màu đỏ của một cái thứ để về so sánh chơi cho các bạn chơi. Đây, cái gì? Maroon Monster.
Maron Monster, Monster là quái vật nè. Maron không, mình cũng không có biết là cái ý nghĩa của nó là gì, nhưng mà chắc do chủ vườn họ đặt thôi. Maron Monster, các bạn thấy nó khá là giống với lại Red Bean nha. Đây mình sẽ kiếm một cái kẹp. Đây, các bạn thấy không? Nhìn bề ngoài thì lá nó cũng màu đỏ, đồ cái thứ vân vân, rất là giống dòng Red Bean nha. Nhưng khác, nó khác một chỗ, đó là cái răng rất là dài. Đây, trong video của mình review Red Bean nha, mình cũng nói là cái răng rất là dài. À, các bạn thấy không? Thật sự rất là dài. Đó thì mình có nó dòng bẫy kẹp đỏ nè, nó có tới rất là nhiều dòng. Nếu mà bạn nào thích thì bạn sưu tập về chơi cho một bộ đỏ hết, cho nguyên một năm đỏ, may mắn. À, khá là nhiều cây. Rồi, qua đây. Đây, đó là dòng Maron Monster nha các bạn. Đó, nhìn rất là khác với dòng ghế pin nha. Đây, nhiều, khá là nhiều dòng rồi. Tiếp tục thôi. Đây, đây là một dòng nữa. Cũng là bẫy kẹp đỏ, nhưng mà không phải Maron Monster nha các bạn. Đây, anh chủ vườn anh nói là dòng Red Satis. Nhưng mà mình cũng không thấy nó giống cho lắm. Nhưng mà tại vì cái xác thì khi mà cây nó tuy nó còn nhỏ, nhưng mà cái răng nó ngắn chứ nó không có dài. Nhưng mà có thể là cái cây này nó xa đó, hoặc là dòng cái xác đột biến. Thật sự bẫy kẹp rất là dễ đột biến các bạn. Đó. Ok, mình cứ gọi nó là cái xác đi. Xác là con cá mập đó các bạn. Red Satis là răng cá mập màu đỏ. À, mà thì đợt trước mình cũng có review dòng, mình cũng có quay dòng Satis rồi, Satis bẫy kẹp cá mập mà màu đỏ. À, thì nay mai mình sẽ làm một cái video so sánh hai dòng với nhau cho các bạn xem luôn. Nó nhiều con, rất là ok nha, rất là đẹp, rất là đỏ. Nhưng mà không biết mốt mình trồng nó còn đỏ như vậy không. Thì thật sự bên vườn đó là họ có hội tụ đầy đủ điều kiện hết nên cây nó lên đỏ. Chứ mà khi mà các bạn trồng một hai cây rồi cái thứ các bạn không set up điều kiện nhà vườn là nó sẽ mất màu đỏ ngay. Nó sẽ trở về cái trạng thái màu xanh xanh đã đỏ. Đó, đây là cái sắc tiết nha. Đây, thấy không? Nó là mình sẽ lôi những dòng cây bẫy kẹp đỏ về quay cho các bạn xem mà. Tạm thời cho mấy bé lên đi. Cho xe tí hí thôi. Và dòng cuối cùng của chúng ta, cây bị bỏ quên. Thật sự thì lúc mà mình quay cái video mà mình order những dòng cây bẫy kẹp lần trước á, là mình ngồi sau đó mình đếm. Ủa sao mà mình thấy nó kỳ, nhớ là lấy cũng nhiều mà sao tự nhiên có 7 dòng à. Ai dè, quên tên này ở vườn. À, đây là dòng bẫy kẹp B52. Chưa. Đó, video mà mình tách cái gì á, tách cái cây nắp ấm mà cái mô bên trong chai á, mình có nói là dòng bẫy kẹp B52 đó, thì là đây. Dòng này là dòng B52 đây. Tương lai kẹp rất là to nha các bạn. Đây các bạn thấy không? Mới đây kẹp to rồi nè. À, rất là xinh xê nhiều cây con. Nhưng mà thật sự là vườn mình cũng không có thích nhiều cây con cho lắm. Đây là nhìn nó phê thiệt á. Mình thấy là đơn cây hơn. Dòng bẫy kẹp B52 nhìn cũng y chang như những dòng này thôi. Đó. Có thể là nó sẽ khác, nhưng mà thôi cứ kệ nó đi. Nhưng mà các bạn cứ nhìn sơ qua nó nha, hai cây nó cũng cùng một trạng thái lá rồi, các bạn nhìn nó y chang nhau à, nó không khác đâu. Nhưng mà khi mà trồng các bạn trồng nó lên chuẩn là nó sẽ khác liền. Rồi ok, bây giờ như được chín chậu rồi các bạn phải không? 8 nè, 9. Ok, chậu thứ 9. Và bây giờ chậu thứ 10 luôn. Đợt order này mình lấy về đúng 10 chậu. Đúng 10 chậu, tốn gần 2 triệu bạc. Đau lắm các bạn, 2M. Hay các bạn gọi là 2M hoặc là 2000K. Đấy. Đây là bé nặng đô nhất mà mình từng lấy về. Thanh. Đây. Thì có thể là nhiều bạn đã nhận ra được bé nó là cây gì rồi. Đó, thì nếu như mà bạn tham gia bạn muốn tham gia dự đoán thì hãy comment phía dưới phần mô tả của video, ở phần bình luận của video.
xem dòng này là dòng gì nha. Rồi, không biết các bạn comment chưa ta. À, rồi, ok, nãy giờ bạn đã comment thì bây giờ mình sẽ quay cái chậu lại, vì cái tên nó nằm phía sau chậu đây. Quay, chưa tới, đây, dòng Cephalotus. À, đây mình sẽ lấy ra cho các bạn dễ nhìn nhìn hơn. Dẹp qua bên đi. Cephalotus Folicularis. Không biết mình phát âm vậy đúng không ta? Thì những video trước mình cũng nói rồi, mình rất là dở tiếng Anh. Hả? Cephalotus Folicularis. Big boy. À, big boy là bé bự. Nói chung là mình thích mấy cái dòng nào mà tự nhiên nó bỏ giờ chữ giant, chữ big vào lắm. Vì mình quay này là chưa biết là nó sẽ rất là khá là to. Hả? Đây là dòng ấm đất. Thì có chỗ họ sẽ gọi là ấm đất Úc hoặc là ấm Úc, nhưng các bạn, nhưng mà nó không thuộc họ với cây nắp ấm nha các bạn, tên Việt hóa vậy thôi. Cephalotus là tên khoa học của cây này đó, không phải là nếp. Thường thường là cái cây nắp ấm là nếp bendet, không biết mình phát âm đúng không, nãy mình nói rồi mình dở tiếng Anh lắm, nếp bendet chứ không phải là Cephalotus. Cephalotus là một dòng cây bắt mồi khác nữa. Đây là dòng Cephalotus, hay mọi người là gọi là ấm đất Úc, vì nó sống ở Úc đó các bạn. Đó, dòng này cũng khá là khó trồng nha các bạn. Thực sự mình order về mình thấy nó đẹp thôi, chứ mà mình cũng không biết là mình có thể trồng được nó được không. Nhưng mà đợt video trước mình cũng có nói rồi là nếu như mà các bạn donate cho mình nhiều là mình sẽ order dòng ấm đất về. Đó, và mình sẽ làm y chang như video đó luôn. Lần này mình order về được 3 cây các bạn. 3 cây. 4 cây chứ. Bên này nó còn cây nữa, nhưng mà cây này nó hơi yếu, chắc nó tàn rồi. Vì nó phân nhánh ra đó các bạn, nó đẻ con. Đây là dòng ấm đất. Ấm đất Úc. Đây là dòng thật sự là đau thẳng nhất. Thì đợt trước là mình order về là chỉ có dòng Galaxy với là dòng Alien, là hai dòng máy kẹp khá là đắt tiền. Mà mình order về là đợt đó là không đau thận nhiều bằng đợt này. Đợt này tới chậu Cephalotus này nó gần tới 500k rồi các bạn, giá nó gần 500k rồi, thấy không, đau thận lắm. Một mình nó có thể gánh được cả 4 chậu, gần như là 4 chậu bẫy kẹp, gần 4 chậu bẫy kẹp luôn đấy, đau thận thực sự. Thôi, đam mê mà, đam mê thì mình cứ quất thôi. Đây, giờ mình dưỡng bé nó, coi bé nó như thế nào. Dòng này không phải là dòng nắp ấm nha các bạn, nhiều bạn tưởng lầm là dòng nắp ấm. Các bạn đăng lên hình, các bạn nói là em mới chơi, em thấy cái dòng nắp ấm này khá là đẹp. Đợt trước mình cũng gặp rất là nhiều bạn dòng ấm này rất là đẹp, thì có bạn ấy hỏi là có anh em nào trong hội có thể chia lại cho em với mức giá rẻ không. Cái cũng có nhiều anh em trong hội có, thực sự dòng này rất là nhiều người có, anh em comment vào và bạn ấy tá quả luôn, không hề rẻ chút nào, rất là đắt. Ấm đất Úc nhập về cũng không biết sống chết như thế nào, mà thôi mình cứ đặt niềm tin vào bé nó và là mình trồng được đi. Rồi, ok, đây là 10 chậu cây đợt này mình order về, khá là đau thận. À, bé nó rồi. Đây. Rất là nhiều nha. Rồi, ok. Cho mình xin ngưng video tại đây, và khi nào mà mình coi cái cây nó lên bông rồi cái thứ vân vân, mình sẽ review chi tiết từng cây cho các bạn xem. Rồi. Nếu thấy hay hãy nhấn like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để mình có động lực làm video mới nha các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.